sản xuất và đăng tải video clip có nội dung bạo lực, kích động bạo lực. Một YouTuber đã bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện chủ tài khoản kênh YouTube Kiên Trổi đăng tải 10 video clip với nội dung như là bắt giữ người trái phép, xâm hại thân thể, lăng nhục, sỉ nhục người khác. Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản kênh YouTube Kiên Trổi đã thừa nhận tổ chức đóng diễn và quay các video clip trên nhằm mục đích câu like và kiếm doanh thu.